Hoan hỉ chào đón quý bạn đến với kênh Thông tin Tri thức tốt. Chúc quý bạn ngày mới tốt lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Trong video này, tôi xin chia sẻ về những bí mật động trời, về vận mệnh cuộc đời tuổi Đinh Dậu chưa ai từng tiết lộ. Nội dung của bài chia sẻ về tuổi Đinh Dậu bao gồm 5 phần. Phần 1 là bí mật về cuộc đời tuổi Đinh Dậu. Phần 2 là bí mật về tính cách tuổi Đinh Dậu. Phần 3 là bí mật sự nghiệp tuổi Đinh Dậu. Phần 4 là bí mật tình yêu hôn nhân tuổi Đinh Dậu. Và phần 5 là những bí mật về tháng sinh âm lịch tuổi Đinh Dậu. Quý bạn tuổi Đinh Dậu, nếu có bất cứ câu hỏi nào về vận mệnh, tài lộc của mình thì hãy để lại lá số tử vi, ngày tháng năm sinh, giờ sinh trong phần bình luận ở dưới video này để ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý bạn trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí nhé. Quý bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để được cập nhật những video hay và hữu ích về tuổi của các bạn. Không để các bạn đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng bắt đầu vào nội dung chi tiết ngay bây giờ. Đinh Dậu tuổi nhỏ khó nuôi, lửa ở dưới núi cháy hoài ngày đêm. Xuân hạ xanh đặng gặp thời, đặng xanh sung sướng làm nên chức quyền. Thu đông lỗi số tự nhiên, hỏa bị thủy khắc đảo điên cực hoài. Số này trung vận bôn ba, khá rồi tan rã khiến ta chưa cầm. Hậu vận mới đặng an tâm, dư ăn dư để của cầm khỏi rơi. Nhưng mà vận mạng đổi đời, lập nên gia nghiệp phải xa quê nhà. Tuổi Đinh Dậu hay còn được gọi là độc lập chi kê, tức gà tự lập, mệnh sơn hạ hỏa, lửa dưới chân núi. Phật ban phúc, Phật A Di Đà, Phật ban trí, hư không tạng Bồ Tát, Phật hộ mệnh, Tỳ Sa Môn, Phật bảo hộ, bất động minh vương. Tương sinh mệnh thổ mộc, tương khắc mệnh kim thủy. Thiên can đinh tương hợp nhâm, tương hình tân quý. Địa chi dậu tam hợp tị dậu sửu, tứ hành xung tí ngọ mão dậu. Nam cung đoài kim thuộc tây tứ mệnh, nữ cung cấn thổ thuộc tây tứ mệnh. Màu bản mệnh, màu đỏ, cam, hồng, tím thuộc hành hỏa. Màu tương sinh, màu xanh lá cây, xanh nõn chuối thuộc hành mộc. Màu kiêng kỵ, màu đen, xanh nước biển, xanh dương thuộc hành thủy. Những đức tính đáng trân quý của người tuổi Đinh Dậu là sự chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Dù có sống trong hoàn cảnh cơ cực đến mấy, họ vẫn giữ thái độ lạc quan về tương lai tươi sáng phía trước. Sự bần hàn không thể khiến họ nhụt chí, mà khiến họ càng quyết tâm phấn đấu để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhờ có tinh thần quyết tâm, họ có thể tạo dựng nên sự nghiệp vững chãi từ hai bàn tay trắng. Chính vì thế, ý chí tiến thủ của người tuổi này luôn được đánh giá cao, khiến mọi người xung quanh phải nể phục. Ngay từ nhỏ, họ đã ấp ủ nhiều hoài bão lớn lao về sự nghiệp của bản thân. Với tầm nhìn xa trông rộng, họ sẽ tự hoạch định con đường phát triển cho bản thân. Họ chấp nhận cống hiến trọn vẹn công sức và trí tuệ, thậm chí là hy sinh những điều mình đang có để hiện thực hóa ước mơ của mình. Tham vọng trong sự nghiệp của tuổi này rất lớn, nên họ dễ trở thành những người thành đạt trong xã hội. Dù tính cách của người tuổi Đinh Dậu rất đa dạng, nhưng cơ bản sẽ được phân thành hai cá tính điển hình. Một là kiểu người sôi nổi, hoạt ngôn và nhiệt tình trong mọi hoạt động. Kiểu người còn lại trầm lắng hơn, họ thích quan sát hơn là giao tiếp với người khác, có tài đoán biết tâm ý của đối phương thông qua nét mặt. Tính cách của hai kiểu người này gần như đối lập nên rất khó sống hòa hợp với nhau. Tuy nhiên, hai kiểu người này đều may mắn có được những phẩm chất tốt đẹp
cũng như những khuyết điểm cần khắc phục của người tuổi Dậu. Khí chất của người tuổi Đinh Dậu luôn toát lên sự tự tin hiếm có. Những người này thường có ngoại hình hơn người. Nam thì khôi ngô tuấn tú, còn nữ thì xinh đẹp yêu kiều. Trên thực tế, họ khá tự hào về tướng mạo của bản thân. Vậy nên, chăm chút cho bản thân là một trong những sở thích của họ. Không chỉ vậy, người tuổi này còn sở hữu nhiều tài năng thiên bẩm. Nhờ vào sự rèn luyện nghiêm túc, tài hoa của họ sẽ ngày càng nở rộ và giúp họ đạt được nhiều thành công vang dội. Người tuổi Đinh Dậu có tinh thần độc lập cao, không thích dựa dẫm vào người khác. Họ tuyệt đối sẽ không ỷ lại vào sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè, mà thích tự mình xông pha trên con đường sự nghiệp. Họ cũng không thích mang nợ bất cứ ai, nên chỉ khi thật sự cần thiết, họ mới cầu khẩn sự trợ giúp. Họ luôn cảm kích với những người đã từng giúp đỡ trong lúc khó khăn, nên sẽ cố gắng đền đáp bằng mọi giá. Nếu luôn giữ được ý chí kiên cường này, khả năng họ có thể xây dựng sự nghiệp thành công từ hai bàn tay trắng là rất cao. Tài nhìn xa trông rộng, họ luôn khiến người ta phải kinh ngạc. Với kiến thức sâu rộng về thời cuộc và óc tư duy nhạy bén, họ có thể phán đoán được những cơ hội tiềm năng. Nhờ đó, họ có thể đi trước đối thủ một bước và có được ưu thế tuyệt đối trong cuộc cạnh tranh. Bên cạnh đó, họ không bao giờ thể hiện thái độ mệt mỏi, chán nản trong công việc. Sự nhiệt tình của họ đã truyền cảm hứng làm việc hưng phấn cho những người làm việc cùng họ. Người tuổi Dậu thường có xu hướng cầu toàn trong công việc. Chỉ khi đạt được kết quả hoàn mỹ như ý nguyện, họ mới cảm thấy thực sự thành công. Nhờ có tài quan sắc bén, họ sẽ không để lọt bất cứ chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Dù có phải chịu khổ cực, họ cũng không bao giờ qua loa trong bất cứ việc gì. Họ nhất định phải hoàn thành mọi chi tiết một cách hoàn mỹ nhất. Những người tuổi Đinh Dậu nổi tiếng với ngoại hình vượt trội khiến tất cả mọi người đều phải ngước nhìn. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp tự nhiên trời sinh, họ cũng dành khá nhiều thời gian và tiền bạc để chăm chút cho bản thân. Trong những buổi tiệc cùng bạn bè, họ có thể lột xác trở thành người có khí chất vô cùng quyến rũ. Thêm vào đó, người tuổi Dậu có tài ăn nói khéo léo, thông minh. Đối phương không chỉ ấn tượng với vẻ đẹp mà còn cảm phục tài trí của họ. Nhờ đó, những người này có số đào hoa, luôn nhận được sự săn đón của những người khác giới. Trong trường hợp họ yêu thầm ai đó, họ dành thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng về đối phương để lên kế hoạch cưa cẩm. Chỉ khi cảm thấy đã nắm chắc phần thắng trong tay thì họ mới hành động để chinh phục được tình cảm của đối phương. Người tuổi Dậu coi trọng các giá trị truyền thống của gia đình. Khi đã tiến tới hôn nhân với một ai đó, họ sẽ nguyện chung thủy với người ấy cho đến hết đời. Cả nam và nữ tuổi này đều biết cách chăm sóc cho mái ấm. Người tuổi Dậu khi kết hợp với tam hợp Tỵ Dậu Sửu sẽ như thế nào? Tuổi Dậu và tuổi Tỵ. Dậu và Tỵ sớm cảm nhận được sự thu hút hấp dẫn với nhau ngay từ những lần gặp đầu tiên. Mối quan hệ của họ nhanh chóng phát triển và ngày càng gắn bó. Dậu là người có nhiều ước mơ, hoài bão, và Tỵ sẽ là nguồn động lực, may mắn giúp Dậu đạt được thành công. Họ sẽ chung sống hòa thuận dưới một mái nhà, cùng nhau trải qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Công việc của Tỵ sẽ phát triển hơn nếu hợp tác làm ăn với tuổi Dậu. Bởi những người tuổi Dậu thông minh, tài trí, có tầm nhìn xa trông rộng, luôn sẵn sàng đóng góp những kế hoạch, ý tưởng độc đáo mới lạ. Tuổi Dậu và tuổi Dậu. Có nhiều điểm chung trong tính cách, sở thích sẽ giúp hai người thấu hiểu, hòa hợp với nhau hơn. Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng như vậy, và sự kết hợp của hai người tuổi Dậu là một minh chứng cho điều đó. Trên phương diện tình yêu, họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn từ những điều vụn vặt, bởi tuổi Dậu là những người khá khó tính và cầu toàn. Họ luôn yêu cầu đối phương phải tuân thủ theo những luật lệ nghiêm khắc của mình. Hai người tuổi Dậu nếu chung sống với nhau,
họ có một ưu điểm tuyệt vời, đó là luôn chăm sóc, quan tâm, gìn giữ gia đình của mình. Tuổi Dậu là những người thông minh, thực tế và có nhiều tài năng. Họ có thể đảm nhận được nhiều vị trí, vai trò trong công việc. Sự kết hợp của hai người tuổi Dậu có thể nói là khá hoàn hảo, ăn ý. Hơn ai hết, họ thấu hiểu từng suy nghĩ, kế hoạch và dự định của nhau. Tuổi Dậu và tuổi Sửu. Trên phương diện tình yêu, tuổi Dậu và Sửu dường như trở thành cặp đôi trời sinh, hòa hợp và chung thủy khiến nhiều người ngưỡng mộ. Họ không hẳn có nhiều điểm chung, mà quan trọng, Dậu và Sửu đều biết lắng nghe, chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Dù có xảy ra mâu thuẫn, hai tuổi này cũng có thể nhanh chóng giải quyết trong hòa bình. Nếu trở thành đối tác làm ăn của nhau, Dậu và Sửu dễ dàng trở nên hòa hợp, ăn ý. Người tuổi Dậu sáng tạo với những kế hoạch, dự định của mình, còn tuổi Sửu sẽ luôn ủng hộ và là trợ thủ đắc lực giúp Dậu thành công trong sự nghiệp. Luận giải vận số người tuổi Dậu theo tháng sinh. Tuổi Dậu sinh tháng Giêng. Tháng Tân Xuân, tuổi Dậu sinh tháng này thường có sức khỏe tốt, giỏi giao tiếp, giỏi tính toán mọi việc. Vận số cuộc đời tốt đẹp, tài lộc khá, công danh tươi sáng. Tuổi Dậu sinh tháng 2. Sinh vào tiết Kinh Chập, tuổi Dậu có bát tự trong bộ tứ hành xung, Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Bản mệnh gặp nhiều khó khăn, gian nan trên con đường lập nghiệp. Song bản thân tâm đức, thích làm việc thiện, cố gắng phấn đấu không ngừng, tương lai khá hơn, hậu vận an nhàn. Tuổi Dậu sinh tháng 3. Sinh vào tiết Thanh Minh, là người rất thông minh, nhạy bén, có tài ứng biến linh hoạt. Họ sẵn lòng chia sẻ, chỉ bảo những gì mình biết cho bạn bè, đồng nghiệp. Nhờ vậy mà bản mệnh rất được nể phục, kính trọng. Người này được hưởng phúc tổ tiên, thành danh sớm, cuộc sống sung túc, con cháu đông vui. Tuổi Dậu sinh tháng 4. Tháng tam hợp địa chi, thân, Dậu, Thìn. Tuổi Dậu sinh tháng này tài hoa người, là người chí khí, có tài văn chương và năng lực chỉ huy. Do có tính kiêu ngạo nên không được lòng người. Nếu biết tiết chế, bản mệnh tính đâu gặp đó, vạn sự cát lợi, gia đình khá giả sung túc. Tuổi Dậu sinh tháng 5. Sinh vào tiết Mang Chủng, Ngọ, Dậu bình hòa về mặt thiên can, là người hòa đồng, tính tình điềm đạm. Tuy cuộc sống vật chất đầy đủ, nhưng công việc không được viên mãn. Bản mệnh có sự nghiệp thăng tiến theo lộ trình, xứng đáng với công lao và sức lực mà bản mệnh cống hiến. Cuộc sống vật chất đầy đủ, ít phải đau đầu về cơm áo gạo tiền. Tuổi Dậu sinh tháng 6. Người tuổi Dậu sinh vào tiết Tiểu Thử, dương khí bao trùm. Tuổi Dậu sinh tháng này nghị lực phi thường, yêu thích chinh phục, tính cách độc lập, tự cường. Dù có gặp khó khăn, thử thách, bản mệnh luôn biết tạo động lực để phấn đấu và vươn lên. Tuổi Dậu sinh tháng 7. Sinh vào tiết Lập Thu, tuổi Dậu là người thông minh, nhạy bén, có ý chí, quyết đoán. Nếu biết cố gắng vươn lên, cuộc sống sẽ sung túc, no đủ, an nhàn một đời. Tuổi Dậu sinh tháng 8. Tháng 8 tiết Bạch Lộ, tuổi Dậu sinh tháng này là người cơ đồ, danh lợi lưỡng toàn. Họ xuất phát điểm có thể không từ nhung gấm, tuy nhiên ý chí lớn, ham học hỏi, dám chấp nhận thất bại. Tuổi Dậu sinh tháng Dậu, thành công từ khi còn rất trẻ. Họ có con đường tài lộc, công danh nhiều người ngưỡng mộ. Tuổi Dậu sinh tháng 9. Tuổi Dậu sinh vào tiết Hàn Lộ, là những người có tính cách phong lưu, học phóng, vô tư. Bản mệnh có nhiều mối quan hệ, kết giao bạn bè rộng khắp. Trong số đó, không ít những người là tri kỷ, sẵn lòng giúp đỡ tuổi Dậu bất cứ khi nào. Vận mệnh tuổi Dậu sinh tháng Tuất, tài danh rộng mở. Tuổi Dậu sinh tháng 10. Người tuổi Dậu sinh vào tiết Lập Đông là những người có sức khỏe tốt, giàu năng lượng, sức sống.
bản mệnh yêu đời, lạc quan, suy nghĩ tích cực. Cũng nhờ vậy mà tuổi Dậu trẻ lâu, sống an nhàn, vui vẻ. Nếu muốn thành công, phải nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Tuổi Dậu sinh tháng 11. Người sinh vào tiết đại tuyết không được nhờ cậy anh em cha mẹ. Tuy nhiên, tuổi Dậu vẫn luôn tìm được hướng đi theo cách của riêng mình. Tay trắng làm nên sự nghiệp. Tuổi Dậu sinh tháng 12. Sinh vào tiết Tiểu Hàn, tuổi Dậu có cuộc sống thanh bình, hưởng phúc lộc về hậu vận. Trẻ cũng gặp nhiều gập ghềnh bôn ba, may nhờ bản lĩnh, chăm chỉ mà công thành danh toại.